Một chiếc quạt đeo cổ di động có đáng để mua? Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh tôi review của mình. Trong một cái video trước á, mình review qua cái chiếc Penny Colorado 2 và mình kết hợp tặng cái quạt đeo cổ này. Thì ngày hôm nay mình sẽ review chi tiết cái quạt đeo cổ này. Thì tất cả các bạn cũng biết là cái khoảng thời gian này ở Việt Nam chúng ta nắng gọi là nóng kỷ lục luôn. Cái môi trường bên ngoài rất là nóng. Nếu như mà chúng ta đi ra ngoài mà không có nón hoặc là không có ô hoặc là chúng ta ở trong một cái môi trường mà không có máy lạnh hoặc quạt điều hòa hay là quạt á, thì có thể nói giống như là một cái cực hình. Thì cái quạt đeo cổ này nó sẽ là một cái giải pháp, gọi là giải pháp tạm thời thôi. Nó không thể nào so sánh được với máy lạnh hoặc là quạt được. Nhưng mà nó sẽ giúp cho chúng ta có cảm giác rất là dễ chịu hơn một chút. Thì ngày hôm nay mình sẽ đánh giá và review chi tiết cái quạt đeo cổ này cho tất cả các bạn cùng xem nhé. Thực ra thì có rất là nhiều dòng quạt đeo cổ các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ review một bản trước. Thì hộp đựng cái quạt cũng đơn giản thôi, được làm bằng giấy cọc tông. Mặt lưng thì chúng ta có in các phiên bản màu khác nhau. Và bản mình trên tay là bản màu trắng. Cũng như những thiết bị điện tử khác thì chúng ta sẽ có một cái sợi dây cắp sạc cho quạt. Cắp này là dạng USB Type-C các bạn nhé. Chuẩn sạc mới nhất hiện nay. Phiên bản mình trên tay là phiên bản màu trắng. Cảm giác cầm trên tay hoặc khi đeo thì cũng tương đối là nhẹ, nên chúng ta có thể đeo lâu mà không gây ra cái sự khó chịu. Phía bên trên được thiết kế là một lớp cao su dẻo nên cho độ đàn hồi khá là tốt. Chính vì độ đàn hồi này mà chúng ta dễ dàng đeo còn hơn. Bên dưới lớp cao su này là các gai li ti nhỏ giúp bám chặt hơn vào cổ hoặc là để massage cổ chẳng hạn. Vòng hai bên cổ là các dải thông gió của quạt. Cái lỗ này sẽ đưa hướng gió lên trên cổ và mặt của chúng ta. Ở đây chúng ta có thêm các dải hút gió vào cái cánh quạt. Lỗ hút gió này là được thiết kế dạng U lên và có cả hai bên. Mặt trong là chỗ gắn quạt tròn. Với các thông số như vậy, dòng điện 5V, 1A, dung lượng pin 3000mAh. Quạt bên phải cũng được thiết kế tương tự như là quạt trái. Phía dưới quạt phải là một lỗ cắm sạc Type-C. Cái này các bạn có thể sử dụng các cấp sạc cho điện thoại của chúng ta để sạc cho quạt nhé. Phía sau là đúc nguồn với 3 cấp độ gió tương ứng với những lần chúng ta ấn vào. Khi quạt hoạt động thì sẽ có cái một đèn led màu xanh sáng lên. Đèn này cũng sẽ báo trạng thái sạc. Khi sạc đầy thì đèn xanh sẽ sáng, còn khi chưa thì đèn sạc sẽ chớp đỏ. Theo mình thì gió từ quạt này có thể nói là rất yếu các bạn nha. Cũng dễ hiểu thôi, khi mà cánh quạt là dạng âm và nhỏ như vậy thì sẽ cho lượng gió rất là yếu. Lượng gió này chỉ đủ để cảm nhận là làm cho chúng ta dễ chịu đôi chút ở cổ hoặc mặt mà thôi. Trong những video clip tiếp theo mình sẽ review và đánh giá qua những chiếc quạt đeo cổ khác nhau. Và cũng như là so sánh những chiếc quạt đeo cổ này để các bạn có thể tìm ra đâu là chiếc quạt có thể cho chúng ta một cái cảm giác gió mát nhất trong cái mùa hè nắng nóng này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Các bạn thấy cái quạt đeo cổ này như thế nào, có đáng để mua hay không? Hãy để lại phần bình luận bên dưới nhé. Và đừng quên bấm like, share, đăng ký kênh tôi review của mình. Mình sẽ có rất là nhiều chương trình khuyến mãi cũng như là sẽ review rất là nhiều sản phẩm khác thiết yếu trong cuộc sống. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo.